đang khởi động cho trận chung kết đôi nữ Hội thao ngành ngân hàng tỉnh Bình Dương năm 2022 ở bộ môn cầu lông. Bên trái khung hình chúng ta là đôi vận động viên đến từ ngân hàng BG Bình Dương, hay còn gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Petrolimex, viết tắt là BG Bank. Ở bên phải màn hình là bộ đôi đến từ ngân hàng Exim Bank, mà Exim Bank này là Bắc Bình Dương. Xét đấu thứ nhất của trận chung kết đôi nữ, bên trái màn hình là BG Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Petrolimex. Bên phải màn hình là bộ đôi đến từ Exim Bank Bắc Bình Dương. Xét đấu thứ nhất nha nè. 1-2. Điểm BG Bank 3-1. Một cho BG Bank. Cầu ngoài. Điểm BG Bank 2-4. Ba bốn, một chiến thuật khá lạ. Bốn đều. Cầu ngoài. Điểm Exim Bank 5-4. Quá hay. Đưa đối thủ sang trái rồi lại trả cầu sang phải. 6-4 cho Exim Bank. Sáu bốn. 7-4. Lại đến cầu ngoài. 8-4 cho Exim Bank. Một vị trí phát cầu mà vận động viên bên phía Exim Bank đã lên 8 điểm. Vẫn phòng thủ được. 11-4. Phối hợp quá tuyệt vời.
vận động viên bên phía anh Xuân Văn vừa dứt mạch lên điểm của mình với 9 điểm. Lại phát cầu thiếu. 12 năm. 13 năm. 13 năm là tỏi nặng nha anh em. Cầu trong. 14 năm. Điểm cho BG Bank. 6-14. Điểm Ê-xu măng 15-6. Mười sáu sáu. Mười bảy sáu. Gió cấp 9 rồi, giờ cấp 12 luôn. Không có đổi chiều nổi rồi. 18-6. 7-18. Những pha trả cầu của vận động viên bên phía Asian Bank rất khó chịu. Đưa đối thủ từ trái sang phải rồi từ phải lại trở ngược về bên trái. 28. Cầu trong sân. Điểm BG Bank 9-20. Quá lỏng tay. Kết thúc trận đấu thứ nhất. Bộ đội bên phía Asian Bank Bắc Bình Dương giành chiến thắng 21-10. Quá nhanh. Trong khi chờ đợi trận đấu thứ hai, chúng ta cùng xem những trận đấu đôi nam nữ còn lại. Trên sân tổ chức 3 nội dung của bộ môn cầu lông và 1 nội dung của môn bóng bàn. Cầu lông có đôi nam nữ, đôi nam và đôi nữ. Ngày mai mới đánh đơn. Bóng bàn thì đang tổ chức nội dung đôi nam. Trời ơi, thủ vệ vô luôn ông ơi. Đánh hụt luôn.